Và tiếp theo là bài vị và đón tiếp chương trình là sự bài vị cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh trong chương trình mang tên Gặp Nhau Làm Ngơ và phần thể của Thu Hồng và Trọng Nghĩa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.